Thanh Drop xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả. Ngay bây giờ Thanh Drop mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, phó trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Drop xin được kính chào bác sĩ Thành ạ. Xin chào em, xin chào quý vị khán giả của Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, tiếp tục đến với phần 10 của chủ đề ngày hôm nay. Vì sao người bệnh xơ gan còn phải tránh táo bón? Thưa bác sĩ, tình trạng rối loạn tiêu hóa táo bón người bệnh xơ gan có thường xuyên xảy ra hay không ạ? Thực ra thì ở những cái nhóm bệnh nhân bị xơ gan á, cái việc mà nó cũng giống như người bình thường thôi. Không phải là cái tình trạng táo bón nó sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn. Chứ nó không phải là nó tần suất nó sẽ nhiều hơn hay là nó thấp hơn. Tuy nhiên á, ở những cái bệnh nhân bị xơ gan thì có một cái biến chứng là bệnh não gan, bắt buộc người ta phải dự phòng và có một cái thuốc và người ta làm cho người bệnh này là không được để táo bón. Bắt buộc luôn, nghĩa là người bệnh này là luôn luôn phải là đi ngoài ít nhất một lần một ngày, không được để táo bón. Là nó có cái lý do của nó. Là cái lý do là vì sao, là người ta sử dụng một cái loại thuốc, và cái thuốc này trong đó nó có một cái thành phần nó gọi là một cái đường lactulo. Với cái đường này á, thì khi mà nó đi vào trong cái, nó không có được hấp thu bởi cái niêm mạc ruột non. Khi đó nó xuống tới cái đại tràng hay còn gọi là ruột già, thì cái đường này nó sẽ được chuyển hóa thành một cái monosaccharide, và từ đó nó tạo thành một cái khí hydro và khí metan nó thoát ra ngoài. Và chính vì cái đường này nó sẽ làm cho cái khi nó xuống đại tràng thì nó sẽ chuyển hóa cái chất mà do cái gan nó bị sơ, nó bị chai, nó không có hoạt động được, và nó làm cho rối loạn cái chu trình gan ruột và nó không chuyển hóa được một cái chất người ta gọi là NH3. Và cái ammoniac hay NH3 này nếu nó tăng thì nó sẽ làm cho người bệnh có một cái rối loạn về mặt ý thức, hay còn gọi là bệnh não do gan. Thì chính cái lacto này, là cái thuốc này, nó sẽ làm cho người bệnh bị được đi lỏng, không để táo bón. Thì nó sẽ thông qua cái ba cái lý do. Một là nó sẽ không hấp thu ở niêm mạc ruột non, nó đi xuống dưới đại tràng. Và khi nó đi xuống dưới đại tràng thì nó sẽ chuyển thành cái monosaccharide và nó thành cái khí nó thoát ra. Cái thứ hai nữa là cái lactulo này nó làm cho cái pH của cái đại tràng, cái pH của nó thấp xuống, và chính vì vậy nó làm cho cái hệ vi khuẩn của cái đường ruột nó sẽ ổn định, nó phát triển, và từ đó nó sẽ chuyển cái NH3 thành một cái NH4 không có hấp thu vô. Nó cũng làm loại đi cái NH3 và từ đó nó không có ảnh hưởng đến cái bệnh não do gan. Và một cái nữa là cái pH acid như vậy á, thì nó sẽ làm chết một số các cái vi khuẩn mà nó tiết cái urea để nó không tham gia vào cái sự chuyển hóa của cái NH3 này, và từ đó nó sẽ làm cho NH3 này giảm xuống và nó sẽ điều trị để dự phòng cái bệnh não do gan. Cho nên là những cái người bị xơ gan thì bắt buộc phải được điều trị dự phòng bằng một cái lactulo này. Và như vậy thì người bệnh xơ gan hầu như là không có bị táo bón, mà có thể là họ sẽ đi phân nó hơi lỏng hơn bình thường. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.